Tôi đã cho ngừng mọi hoạt động tìm kiếm rồi. Chỉ có đứa phải chết đấy. Cũng chịu nhỉ. Chúng tôi không thể đuổi theo các người mãi được. Chúng tôi đã nhận được báo cáo kèm kiến nghị của các anh về việc thi hành án tử hình đối với phạm nhân này. Căn cứ vào quá trình điều tra và sự đóng góp của phạm nhân đối với chuyên án lần này là không nhiều. Hơn nữa, anh ta không phải là nhân chứng trực tiếp trong các vụ việc. Cho nên theo quan điểm của cơ quan điều tra là không nhất thiết phải kéo dài thời gian tạm hoãn thi hành án. Nếu vậy, tôi sẽ cho tiến hành lập biên bản, yêu cầu anh cho ý kiến và ký vào. Được. H.U. G.O. K.N. H.U. Mẹ. Chúng tôi tìm được manh mối trong bài thơ Fedora đã đọc. Thì có thể xác minh được địa điểm có thể là một kho lạnh ở gần đường sắt. Có địa điểm nào phù hợp không? Nhà kho Phú Hữu, quận Hà Biên. Nơi đây bị bỏ hoang khoảng 5 tháng trước. Chủ sở hữu đã phá sản và giao bán đất. Biết ai mua lại không? Fedora, lấy tên Long Nhật. Đúng vậy. Vấn đề là ở chỗ, từ đây đến đấy phải mất nửa tiếng. Nếu tôi xác định sai thì... Tôi tin được các anh. Trực tiếp làm đi. Tôi sẽ không phụ lòng tin của cậu. Toàn đơn vị, xuất phát!